Chào các bạn trở lại với kênh của mình là kỹ sư Thái. Hôm nay mình có ghé một cái vườn này, là vườn này của anh Thích chị Trang ở bên chỗ Bình Tân, Vĩnh Long, Tân Lược Bình Tân Vĩnh Long. Ở vườn này lâu rồi, một cái clip về trước thì mình có chia sẻ clip này về vườn này á, là vườn 100 cây tơ vụ đầu. Lúc đó là cây này là được hơn 3 năm tuổi đó, là luôn làm bông làm trái. Nhưng mà trong suốt cái quy trình làm bông làm trái luôn thì mình lại không có ghé vườn này. Nhưng mà hôm nay là ghé lại để mình gọi là phục hồi vườn. Tại vì vườn này đã phục hồi rồi, trong khu trái xong rồi, bán được trái hôm rồi vụ thuận á, rồi xong một đợt. Hiện tại là vườn này đang trong quy trình phục hồi. Rồi hôm nay mình ghé mình cập nhật lại là tình trạng là vườn sau khi ăn trái xong thì mình phục hồi nó như thế nào cho nó chuẩn nhất. Tại vì vườn này làm nhiều thứ lắm, phục hồi mới chỉ có xử lý gãy thôi, chưa có gãy phân nha, chưa gãy phân đối với vườn này. Nhưng mà tình trạng cây hiện tại là nó ra đọt đồng loạt. Thì các bạn cùng mình đi theo dõi vườn của anh Thích chị Trang ở Tân Lược Bình Tân Vĩnh Long. Ở sau khi áp dụng quy trình này khoảng 20 ngày sau khi phục hồi vườn. Đấy các bạn. Về tổng thể chung á, là vườn này là trồng theo hàng thẳng, hàng với hàng theo từng clip. Mỗi một clip là một hàng chứ không phải là hàng năm sáu ha. Mọi vườn này là trồng hàng thẳng. Những cái clip nè, ngày trước hôm bữa trước á, là đi ngang là có cây cầu khỉ á các bạn. Có cây cầu khỉ ở giữa hai cái mương này. Thì cây hiện tại nè là gần như nó đã giáp tàn lại với nhau. Đó, cái giáp tàn. Giáo tàn lại hết với nhau là một cái. Cái thứ hai nữa là vườn này dọn vườn rất là sạch, dọn vườn sạch sẽ luôn. Các bạn nhìn vô các bạn thấy cây rất là xanh. Không nghĩ vườn này vừa ăn trái xong đâu các bạn. Vừa ăn trái xong, đáng lẽ những vườn ăn trái xong cây si lắm, cây si lắm, nhưng mà vườn này ăn trái xong vẫn sung. Nhất là đất miền Tây, đất miền Tây ăn trái xong thường si lắm, cháy lá khô cành gút nhánh này kia nọ nhiều thứ. Nhưng mà đối với mình thì ăn trái xong đối với vườn này là ngon lành từ gốc nè tới lá trên nó, kể cả đọt. Đó, mình đang đứng một giữa cái mình quay vòng tròn các bạn coi. Còn gì những cái cây clip kia bên như cây bên này nữa nè, nó giáp tàn lại các bạn. Hiện tại ha, nó giáp tàn đọt răng ra rất là đẹp luôn, trong khi chưa gãy phân mà đọt lại đẹp như vậy. Rồi đó là đánh giá chung về cái tình trạng ở ngoài. Còn về cái quy trình mà gọi là sau khi ăn trái xong thì các bạn hỏi mình để làm gì. Thường sau khi ăn trái xong, việc đầu tiên mình cần làm là dọn gốc. Dọn gốc có nghĩa là gốc gác đồ dọn dẹp sạch sẽ. Thì các bạn có thể thấy phần gốc nè, hôm rồi dọn tay ha. Bữa nay cỏ bắt đầu mưa liên tục nè, mưa bắt đầu lên đó, mưa bắt đầu lên, nó lên ở ngoài những cái chỗ ở ngoài, những chỗ trống đó các bạn thấy cỏ nè, cỏ rất là nhiều, cỏ này nhiều đến chúng ta đất tốt, cỏ mới nhiều vậy. Còn về phần gốc á, là gốc thì lúc nào cũng phải sạch sẽ từ trong gốc. Đó là việc đầu tiên, là bước một á, mình gọi là dọn vườn. Dọn vườn có nghĩa là dọn cỏ, gốc gác đồ sạch sẽ thông thoáng. Thứ hai là về dọn nữa cũng là dọn cây. Dọn vườn xong không? Mình tới dọn cây. Dọn cây là những cái cành nào nó không khả năng mang trái, rồi những cành vượt, những cái ổ quạ, ổ lùm hùm lùm đó, như cây này là có tiến hành tỉa cành. Đây, các bạn có thể thấy ha. Tỉa cành. Tỉa những cái cành mà nó bị gập ở trong, nó không có khả năng mang trái thì tiến hành tỉa. Tỉa thì nếu các bạn đứng ở trong cây như thế này nè, thì giờ này giờ trưa nè, thì nắng ha, ở trên nó vẫn sôi xuống. Đó, tỉa và bấm ngọn ở trên luôn, bấm ngọn cho nó thoáng. Thì đây là một cây, kể cả những cây khác cũng vậy luôn. Đó, mình quay đây là một cây ha, các bạn có thấy tỉa bên kia cũng vậy, những cây bên kia cũng vậy. Nhưng mà một cái nữa nè là rửa vườn. Thì sau khi quét này xong, các bạn có chắc thuốc ha, có quét thuốc vô để không thôi nó bị sâu mọt nó vô. Còn về thân cành nè, có áp dụng quy trình rửa vườn, cho nên thân cành á, mấy nay mưa liên tục cho nên nó bị xanh. Nhưng mà về cái thân này á, cũng sạch bờn. Đó, gỡ tay các bạn, gỡ tay nè, không có dính ha. Đấy là đã rửa, mình đã cho rửa vườn rồi, rửa trong thân cành riêng, rồi rửa lá riêng. Đó là một cây, phía bên kia cũng vậy luôn các bạn. Đó, phía bên kia cũng vậy luôn, đang hàng thẳng ha, nhìn lên. Đó, hiện tại nó gần giáp tán chứ nó chưa là giáp hết. Nhưng mà thoáng như thế này sẽ hay. Còn những cành nào mà nó đụng tàn với nhau, mình nuôi cáo nên bấm đầu cành đi để cho nó thoáng, vì dài quá nhánh nó dặn như vậy á, mưa gió dễ gãy lắm. Rồi như một cây này nữa nè, đó các bạn, gốc gác rất là sạch sẽ. Đó, gốc gác rất là sạch sẽ luôn. Còn về những cái chỗ tỉa cành này các bạn thấy không, từ trên chỗ mà mặt mô nè,
từ cái chỗ mà mặt mô mà đi lên tới cái cành mà để trái á, là ngang hông của mình thì tương ứng cho khoảng 5-6 tấc gì đó. Thì những cái cành nằm sát ở dưới quá mình không khuyến cáo để. Bởi vì sao? Bởi vì nằm sát ở dưới quá nó bị gập, nó đụng dưới nước, đụng với mặt đất á, đụng mặt đất nó ẩm, nó dưới nước, nó dễ bị thối hông, thối trái. Là cái cuống nè, cái cuống trái tới giờ vẫn còn. À, rồi những cái dây bô cột trái nè, đó. Đây các bạn thấy không? Dây bô cột trái vẫn còn ha. Đó, thì rất là thông thoáng như cái này đi. Đó. Nắng nó trồi ngược xuống, tối đen màn hình. Rồi. Rồi mình đánh giá về bước số 1 ha, mình gọi là dọn vườn đó. Dọn vườn là dọn về gốc gác sạch sẽ, thông thoáng. Dọn mương, đường rãnh. Đó. Dọn mương đường rãnh, cái này là anh sẽ rãnh sâu xuống, xong anh lấy lớp đất mặt anh ốp lên trên. Đó, bồi cho cái mô mình nó bằng ra thêm. Nhìn rất là sạch mướt. Thì từ cái lúc mà bắt đầu vườn này phục hồi á, là từ ngày xử lý rễ. Là đầu tiên là dọn vườn lắm các bạn, quy trình mình gọi là quy trình 3 bước. Thì đầu tiên mình gọi là dọn gốc, dọn vườn. Thứ hai là mình cho rễ lân. Dọn xong cái mình cho rễ lân. Lân á, là mình cho rễ lân là lân Indo, cái bông màu vàng. Đợt trước mình cũng chở qua đây. Mỗi một cây này là 5 kg. Mỗi cây này nè, 5 kg là 5 kg lân. Mình chở qua đây luôn. Đó, 5 kg lân là một cái. Thứ hai là tiếp theo nữa là mình cho xử lý nấm rễ và tiến trùng. Tiến trùng thì mình xài cái mép Logic 1 kg rễ 5 cây. Đối với trong trường hợp những cây thế này ha. Những cây này nè là 1 kg 5 cây. Rễ chung với quy phu là xử lý về tiến trùng, kiến mối, diệp sáp, sâu đất với lân là mình xử lý bộ rễ. Tiếp theo sau khi xử lý rễ xong, mình cho rễ tưới gốc. Là tưới gì? Tưới là mình tưới thằng Hero Blue đi chung với Anbin. Đó, nó giống như quy trình phục hồi vườn vậy, quy trình làm cho cây tốt. Tưới gốc. Mục đích của việc tưới gốc là tưới gì? Tưới từ trong cổ rễ, tưới ra. Từ cổ rễ nè, tưới ra ngoài. Tưới như vậy để nó xử lý từ cái nấm phu sa nó gây ra lỡ cổ rễ. Thứ hai là về những cái nấm phi tớp, tưới từ trong gốc. Một cây này nè, tưới 20 lít nước. Thì cứ bao nhiêu cây thì mình nhân lên. Ví dụ như vườn này là 100 cây thì 2000 lít nước. 2000 lít nước thì tưới gốc. Đâu đó nó khoảng đâu 2 triệu, 2 triệu 2 đó các bạn. Cho giá luôn đi. Cho giá luôn đó. Là một cây này nè là tính ra khoảng nhiêu nhỉ? 20.000 hả? 10.000 cây. Đó, cho tưới gốc. Đó, mình đi quanh kia. Mưa quá cho nên đất nó mềm các bạn. Đó. Có một cây tưới 20 lít nước. Rồi, sau khi tưới gốc xong, xử lý rễ, coi như bộ rễ đó là xử lý như vậy là hoàn thiện đó các bạn. Hoàn thiện về quy trình rễ. Thì tiếp theo của bộ rễ nữa, tiếp theo nữa là sau khi mà xử lý rễ xong thì mình sẽ tiến hành phun lá. Phun lá là mình phun gì? Phun cái gì? Phun trong trường hợp mà phun lá thì những cái thứ phun lá thì thường trong trường hợp mà cây ăn trái xong mình cho phun thuốc rửa vườn. Rửa vườn là rửa ngoài lá, rửa lá là rửa những cái bệnh liên quan tới đốm lá, đốm rong, cháy lá. Ví dụ như đây các bạn. Đây nè, cây này nó còn vết tích của cháy lá. Đó, cháy lá là một. Thứ hai là đốm rong, táo đỏ. Thì hiện tại vườn này nó sạch hết trơn rồi, rửa hai cử luôn đó các bạn, rửa hai cử. Cho nên nó sạch hết. Hết hai cử thuốc đó rồi phun sâu gài định kỳ. Đó là cái quy trình tiếp theo. Và hiện tại vườn này xử lý xong khoảng 20 ngày, đọt nó ra đều lắm. Đọt nó ra đều, các bạn nhìn vô rất là đẹp. Đọt ra đều, có tỉa cành thông thoáng luôn, chứ không phải vườn hùm lùm hết trơn ha. Tỉa cành. Tại sao mình tỉa cành? Đây, tỉa cành nè, các bạn thấy không? Tỉa đầy hết trơn, kể cả bên kia luôn. Tỉa để qua hai bên nha, chứ không phải tỉa cành xong mà để dưới gốc là chết ngắt luôn các bạn. Tỉa xong mà để chết ngắt ở dưới gốc là chết ngắt luôn. Ví dụ như cái kia không, hai nhánh nằm sát đất, tỉa sát luôn. Đó, rất là thoáng. Tỉa rất là thoáng. Rồi rửa vườn nha, mình cũng để bộ thuốc rửa vườn cho các bạn, rửa vườn rồi bộ thuốc phun tưới gốc. Mình để lên màn hình cho các bạn theo dõi. Hero Blue đi chung Anbin để tưới gốc. Còn về thứ phun lá là mình phun về xử lý về đốm rong, cháy lá, tàu đỏ. Đó là những bộ thuốc còn cộng chung với sâu gầy. Đó. Thì sau khi mình xử lý xong hết quy trình này, lân không, thực kết quả từ khoảng 15 tới 20 ngày. Thì vườn này hiện tại là 20 ngày từ ngày bắt đầu xử lý nè. Đọt nó ra đều. Chưa gãy phân nha. Đọt ra đều thì bắt đầu mình cho gãy phân. Đó, vườn này là do chủ vườn không làm kịp, có hai anh chị à, mà vườn này không á, là 100 cây, còn vườn khác nữa, còn một vườn tơ nữa là 80 cây nữa. Hai vườn. Cho nên anh chị làm không kịp thì hiện tại đọt nó ra hết. Thì mình thứ nhất mình đem thuốc qua để phun định kỳ trên lá là một. Thứ hai mình đem phân qua để gãy. Thì phân là công thức nào trong trường hợp vườn nó như thế này đối với vườn tơ, thì các bạn có thể quay lại giúp mình cái phần thân cành. Thì các bạn thể thấy ha, thân cành này là cây tơ. Cây này á, tới nay á, nó chỉ tròn mới có 4-5 tuổi, nó còn 4-5 tuổi sau khi ăn trái xong. Và những cành á, các bạn có thấy nó nhỏ. Những cành á, các bạn có thể thấy nó nhỏ chứ không gọi là to. Với một cái nữa là nhánh nó vượt, nhánh nó dài, nhánh nó vượt, cành to. Cành này không to à. Thì trong vườn mà nếu mà vườn mình á, cây nó sung nó tốt là một. Thứ hai cành nó vượt.
thì mình cần làm gì cho thân cành này lớn lên và rải phân cho nó phù hợp. Thì công thức đợt này mình đem qua, chút nữa mình quay bao phân các bạn coi những công thức có thể dùng trong thời điểm này. Thì nó là gì? Nó mình đang đi là 20-15, mình đi 20-15 hoặc là có thể xài 3-15 hoặc là 3-16. Tại sao lại đi những cái công thức mà đạm lân kali nó cao như vậy mà không đi DB hay là 30-99 hay là 20-10-10? Thì cái vì gì nó cũng có mục đích của nó. Tại vì trong trường hợp các bạn thấy cành nè, nó dài. Thứ hai nữa là nó mưa này nó dư đạm, bò đất này cây này đang tốt, nó đang ra đọt, nó ra đọt đều, mặc dù chưa phun bồi dưỡng cứ nào. Hết cơ này mình mới đi bồi dưỡng, nghĩa là qua cơ sau mình đi bồi dưỡng. Ở cơ này chủ yếu là cho phục hồi và lắp lá để cho nó không có khô cành rút nhánh. Rồi quay lại mình đi phân, tại vì trong điều kiện mà đất này nó dư nước nè, cây thì nó tốt, dư nước cây ra tốt, ra đọt dài sọc đó, bóng mướt, thì mình cần có kali và lân để cho nó cứng cành lên. Chứ bây giờ ví dụ như vườn này mà các bạn đi cái công thức như là 30-99 hay là DAB 30-10-10 đó, thì sao? Thì nó sẽ dư đạm. Trong trường hợp hên hỏng bình thường thì nó sẽ đẩy cái đọt này ra dài, nhánh nó quằn xuống, nhưng mà xui sao nó xì mũ. Thứ hai là nhánh này nó dài ra nữa, nó quằn xuống nữa. Đây các bạn thấy hiện tại nó cũng đã quằn rồi ha. Thì sao? Dư dinh dưỡng. Mình dẫn đến sao? Dẫn đến nó cây nó rất là dở và sau này làm trái rất không có hiệu quả. Cho nên mình cần là cần đạm lân kali cân đối ha. Thì vừa mình nhặt lại công thức là 20-15, 3-16, 3-16 hoặc là 3-17 luôn cũng được, nghĩa là đạm lân kali một màu. Các bạn, mình khuyến cáo là một màu, không có xài ba màu mà có cái hộp kali đỏ nha. Cây này mà xài kali đỏ vô là sượng luôn. Rồi cái đó là về công thức, chút nữa mình ra vườn mình quay các bạn coi, ra ngoài xe mình quay các bạn coi công thức phân. Đây là cái số lượng phân mình đem qua chỗ cho anh Thích, chị Trang ở bên đây để gãi ở đấy cây đoạn này đó. Thì ảnh đang đem xuống đây các bạn đó, cái bao hữu cơ tổng cộng là mình đem qua là cho 100 cây NPK là mình đi là 20-15 ga Sony. Cái số này nè, 20-15 ga Sony Perfect, nhãn Perfect. Thì đây là công thức này dùng cho cơ đọt để lấy cho nó cứng. Nếu các bạn không tìm được thì các bạn có thể xài 3-15 hoặc 3-16, nhưng mà mình khuyến cáo hàng tháp cao, một màu, chất lượng cho nó chuẩn. Và hàng này, bây giờ chưa ai chơi các bạn. Đó, một cây này là gãy 1 kg, nhưng mà chia làm 2 lần gãy, mỗi lần gãy có nửa ký à. Cách nhau khoảng 7 ngày. Một cái đó là về cái nhóm phân NPK. Sau khi gãy phân NPK xong khoảng tuần thì mình đi cái nhóm hữu cơ. Thì hữu cơ này mình đi hữu cơ khoáng, gãy cho nhẹ nhàng. Mùa mưa không cần gãy hữu cơ, không gãy hữu cơ nở, khuyến cáo không nên. Cơ nở nó sẽ dư cái độ ẩm trong đất, dễ bị xì mũ. Cho nên mình đi hữu cơ khoáng. Hữu cơ khoáng này á là Pedago 7.5:4, nghĩa là hàm lượng hữu cơ trong này lên tới 55%. Đây các bạn. Đây, 55% hữu cơ ha. Đạm là đạm tổng số kali K2O hữu hiệu đàng hoàng, HH là hữu hiệu nha. Còn tổng số thì hên xui nha. Còn này là đạm thì đạm tổng số, nhưng mà đạm và kali ở đây đều là hữu cơ cả, cho nên gãi rất là an toàn. Này có mùi thơm, gãi trong vòng khoảng 5 ngày tới 7 ngày sau là cái cây vàng lá nó xanh, nó bóng mướt lên nè. Do hữu cơ trong này cao lắm, hữu cơ khoáng nữa, rất là bền. Gãi này rất là bền cây, thì mình dự kiến luôn ở cơ sau không gãi hữu cơ nữa. Thì mình dùng cơ này, rồi cơ sau mình đi NPK lấy cơ đọt là đủ. Đó, hàng này là bao xài. Chuyên mình chủ yếu dùng cây này cho 2 giai đoạn, một là phục hồi vườn sau thu hoạch. Đó, phục hồi vườn sau thu hoạch với lúc mà nuôi trái cho chất lượng. Đây mình gãy cây mấy cây? 1 kg. Tổng cộng ở đây là 2, 4, 6. Sáu bao là 150 kg. Thì khoảng 1 kg 1 kg rưỡi. Thì cứ chia đều ra. Tại 1 kg có thể gãy ít lắm á. Ký gửi. Tại vì mình thấy có cây nhỏ đó thì mình chia đều. Đó, mình tính ra. Còn thuốc cây này mình đem qua cho anh xịt định kỳ. Với một bịch này là bịch rửa vườn nè. Rửa hết luôn ha. Rửa cái chỗ mà gông rêu xì mũ đó. Rửa hết luôn á. Xịt trong nhánh đó nha. Cái này có 200 lít á. Bắn trong nhánh. Nhánh cây luôn ha. Trong nhánh những cái chỗ mình cắt chành rồi đó. Còn ngon là anh 2 bịch thuốc kia là sau gầy định kỳ. Rồi, đây các bạn, ảnh đẩy xe gùa vô trong vườn. Mình đậu ngay cái cầu gì nãy quên tiêu rồi. Cầu kiến vàng, mình nhớ lộn cầu kiến lửa. Đây các bạn. Cái chỗ nè, cái chỗ mình xuống nè, chỗ chạy hai ngôn. Đó, chỗ anh chạy Trùng Quế hai ngôn Vĩnh Long. Đó, thì ngay chỗ này nếu mà các bạn biết tuyến đường từ bên ngoài kia là Tân Lược đi thẳng đường này, đâm lên đây lúc là ra quốc lộ 1 nè, đường này rất là đẹp. Đường này đẹp lắm mà cho tốc độ 50 đó các bạn. Rồi các bạn, thì đây là vườn của anh Thích ở chị Trang ở chỗ Tân Lực, Bình Tân, Vĩnh Long. Thì đây là một trong những vườn áp dụng quy trình phục hồi vườn sau khi thu hoạch. Và vườn này luôn cũng hợp tác với mình từ lúc mà cây tơ luôn, cây lúc đó 2 năm tuổi qua mình để phục hồi. Thì hiện tại cây này đang trái một vụ và phân thuốc của vườn này là 100% theo quy trình của kỹ sư Thái.
Cho nên các bạn khách hàng mà biết ở chỗ mà này á, biết chỗ chỗ vườn của anh Thích Chị Trang ở chỗ này, cái cầu gì đằng kia, cầu kiến lửa gì đó, thì mình sẽ quay các bạn coi ha. Thì cái vườn này là vườn đúng theo quy trình của mình chăm sóc, từ từng bước một, sâu gầy cháy lá gì đó, từng bước theo đúng kỹ thuật của mình. Rồi nếu các bạn có ở gần đây, các bạn có thể ghé đây để tham quan coi vườn, để cho biết coi kỹ sư thấy có quay cây tốt không, hay là chỉ quay cây tốt mà không quay cây xấu. Rồi các bạn ha. Rồi mọi chi tiết về liên hệ về tư vấn kỹ thuật hay là liên hệ mua hàng, các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trên màn hình là 0986 550 899 và 0986 045 899. Và kỹ sư Thái chỉ xài hai số này hiện tại, còn những cái số khác các bạn liên hệ kỹ sư này kỹ sư kia cũng không phải mình đâu nha. Cái giọng này giọng của mình và cái số này là số của mình, và chỉ một số này duy nhất, và mình là kỹ sư Thái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại ở những video clip lần sau.